Hà Giang không chỉ lôi cuốn khách du lịch bởi cảnh sông núi, nước non hoang sơ hữu tình, mà còn để lại ấn tượng với những ai từng đặt chân tới đây bằng vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng sủa của những em nhỏ xíu dân tộc. Như ngờ em bé vùng cao, hiện ra và lớn lên trên mảnh đất núi rừng cằn cỗi, hoang sơ nhưng phải chăng gì vậy mà các em sơ hư u ne tờ đe bờ vô cung ngờ cu nờ vô tờ kì nờ y đô y đi nờ kho lo ngờ rơ y tờ. Những ngày này, số đông mạng và khác lạ là hội những người đam mê du lịch liên tiếp chia sẻ hình ảnh một em nhỏ xíu dân tộc đứng bắn qua ở dốc Thẩm Mã Hà Giang. Xuất hiện trong một đoạn clip do anh Đỗ Hữu Linh Hà Nội đăng tải trên mạng buôn bản hội, một nhỏ xíu gái người dân tộc miền núi với nụ mỉm cười rạng rỡ, hồn nhiên đang làm dân mạng tan chảy. Bé gái Hà Giang với nụ mỉm cười tỏa nắng gây xem xét khắp mạng buôn bản hội diệt ảnh, Lê Thành Nam. Theo Hữu Linh chia sẻ, anh tình cờ bắt gặp em nhỏ xíu này trong chuyến phượt Hà Giang hồi đầu tháng 10. Mình tình cờ bắt gặp em nhỏ xíu và có quay phim, tự sướng lại. Bé dường như đã quen với ống kính máy ảnh rồi, không hoảng sợ nguồn gì đâu, cứ thấy ống kính là mỉm cười tươi rạng rỡ, chắc được chụp nhiều rồi. Em nhỏ xíu tầm 7-8 tuổi, hay đứng bán dòng hoa ở dốc Thẩm Mã, những chiếc dòng hoa rừng do em ấy và các bạn tự tay đi hái, kết thành dòng, mình nhớ không nhầm thì 20.000 đồng một chiếc. Vì hơi dội nên mình cũng không kịp chuyện trò, hỏi thăm gì em nên không rõ thông tin cá nhân, chỉ biết em nhỏ xíu khá nhiều người biết đến ở đây, khách du lịch nhiều người biết lắm. Em nhỏ xíu Hà Giang chiếm hữu đôi mắt có màu rất lạ, nụ mỉm cười duyên dáng, tỏa sáng luôn tầm thường trực trên môi ảnh, Minh Chiến. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip gấp rút lôi cuốn sự xem xét của dân mạng. Đồng thời, nhiều người cũng chia sẻ loạt ảnh chụp em nhỏ xíu bắn qua có vẻ đẹp khác lạ này. Dốc Thẩm Mã là một trong những cung đường đẹp nhiều người biết đến mà bất cứ phượt thủ nào đều muốn đoạt được mỗi khi đến với Hà Giang. Có lẽ chính vì vậy, em nhỏ xíu ở dốc Thẩm Mã được rất nhiều khách du lịch biết đến mỗi khi đi qua đây. Anh Đường Minh Chiến, sinh năm 1995, quê Vĩnh Phúc, hiện đang sống tại Hà Nội cũng chia sẻ ấn tượng của mình khi tình cờ bắt gặp em nhỏ xíu bắn qua. Mình bắt gặp em nhỏ xíu này vào một chiều chủ nhật đầu tháng 10 trong chuyến phượt lên Hà Giang. Ngay lập tức mình bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp bình dị, hồn nhiên và nụ mỉm cười tươi của nhỏ xíu. Khi dừng chân ở dốc Thẩm Mã chơi với các em nhỏ tuổi và cho chúng ít kẹo bánh, mình cùng nhóm bạn xem xét chỉ có mỗi nhỏ xíu này là ngồi một chỗ, trong khi các bạn khác thấy tụi mình dừng lại là vùng đến dậy quanh xin kẹo. Cô nhỏ xíu ngồi lặng im, nhân từ, nhưng lại ngoẵng miệng mỉm cười ngay khi có ai nhìn hoặc tự sướng. Mình tiến tới cho nhỏ xíu kẹo và xin tự sướng cùng, kịp nhắn nhủ nhỏ xíu một câu là cố gắng học giỏi em nhé. Được biết, cô nhỏ xíu này có sở thích là được tự sướng đẹp và không biết bạn nào tặng cây son nhưng nhỏ xíu luôn tô một chút son hồng phơn phớt. Minh Chiến nhớ lại. Nhiều du khách cũng chia sẻ khoảnh khắc tình cờ bắt gặp gỡ em nhỏ xíu này ảnh, Facebook. Ảnh, Hoàng Anh. Ngoài việc đồng áng, cô nhỏ xíu này cùng với đồng đội đồng trang lứa đã biết làm du lịch bằng cách đăng thêm dòng hoa để bán cho du khách hoặc đội lên đầu tạo dáng tự sướng. Hà Giang với vẻ đẹp hoang dã, thơ mộng không chỉ quyến rũ du khách bởi những cung đường ngoằn ngoèo, hun hút, những hàng rào đá tăm tắp, cảnh đồi núi trập trùng mà còn khiến người ta lưu luyến bởi nét đẹp đơn thuần, trong sáng sủa, dẫu có cơ cực nhưng vẫn toát lên vẻ nhân từ của các em nhỏ xíu vùng cao. Cùng ngắm nhìn em nhỏ xíu bắn qua xinh xắn như thiên thần qua loạt ảnh mà khách du lịch chia sẻ,